thực hiện công tác xúc tiến thương mại, hơn 20 cơ quan đại diện ngoại giao thương mại đến từ nhiều nước và doanh nghiệp tỉnh Hà Nam đã tham dự hội nghị gặp gỡ trao đổi thông tin nhằm xúc tiến đầu tư đẩy mạnh xuất khẩu. Đây là hoạt động do Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công thương Hà Nam tổ chức. Theo Cục xúc tiến thương mại, hoạt động này đã tạo cơ hội cho các cơ quan ngoại giao thương mại nước ngoài tại Việt Nam tìm hiểu, khảo sát thị trường và kết nối quan hệ với các doanh nghiệp tiêu biểu của Hà Nam nhiều doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng gạo nông sản dệt may của hà nam đã có dịp trao đổi với đại diện cơ quan thương mại của trung quốc châu âu và eu về cơ hội hợp tác và kinh doanh của doanh nghiệp với các đối tác nước ngoài thông qua đại diện thương mại đồng thời các đại diện ngoại giao thương mại cũng đã cập nhật được thông tin về tình hình kinh tế thương mại các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh hà nam trên cơ sở hiệu quả của hội nghị lần này cục xúc tiến thương mại sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động tương tự tại các địa phương vùng kinh tế trọng điểm nhằm góp phần tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xúc tiến thương mại của địa phương với đại diện thương mại nước ngoài tại việt nam